Chào mừng bạn đã đến với Sử Radio. Ở đây, chúng ta sẽ cùng học lịch sử bằng một cách đặc biệt, đó là lắng nghe. Và bây giờ, chào mừng bạn đến với số radio thứ 24 của chúng mình. Trần Thị Dung, một đời cống hiến vì sự nghiệp họ Trần. Nếu như sự chuyển giao quyền lực giữa các triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam đều diễn ra trong cảnh đầu rơi máu chảy, thì khi Lý Chiêu Hoàng, vì nữ hoàng đế của nhà Lý nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh lại rất đỗi bình yên. Người đã có công lao góp sức lập ra nhà Trần là vị hoàng hậu cuối cùng của nhà Lý, được gọi với tước hiệu Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung. Trần Thị Dung là ai? Theo tài liệu ghi chép lại, Trần Thị Dung không rõ năm sinh, mất năm 1259, xuất thân trong một gia đình có truyền thống trai lưới, cha bà là Trần Lý, bấy giờ là bậc hùng trưởng ở trong vùng. Nghiễm nhiên, Trần Thị Dung trở thành đóa hoa nở rộ, khiến biết bao chàng trai ôm mộng được rước nàng với dinh. Thế nhưng, duy chỉ có Phùng Tá Chu lọt vào mắt xanh của bà, được yêu chiều chăm sóc người đẹp. Bên cạnh Phùng Tá Chu còn phải nhắc đến Trần Thủ Độ, em họ của Trần Thị Dung. Trần Thủ Độ say mê nhan sắc của bà nhưng không được bà đáp trả. Tình cảm này bị mọi người kịch liệt phản đối, nhưng ông vẫn nhất kiến trung tình. Trớ trêu thay, số phận đã định sẵn bà và Phùng Tá Chu không thể ở bên nhau. Năm 1209, trong một lần binh biến phải chạy trốn, Thái tử Lý Sàm được họ Trần che chở. Nghe tiếng Trần Thị Dung có nhan sắc, bên cạnh ông Tô Trung Tự, cậu ruột Trần Thị Dung làm mối, cưới bà làm vợ. Nhận ra cơ hội ngàn vàng, cha và cậu ruột bà đã sắp xếp hôn sự cho Trần Thị Dung và Thái tử. Kể từ đó, cuộc đời bà đã bước sang một trang khác. Đó là một cuộc hôn nhân định mệnh. Hai con người với thân phận khác nhau là bước khởi đầu dẫn đến việc mất ngôi vị của cả một triều đại, cùng với đó là sự thiết lập một vương triều mới chỉ trong hơn vòng một thập kỷ tiếp theo. Cuộc hôn nhân đầy chuyên truyền của Hoàng hậu họ Trần. Trong những năm đầu sau kết hôn, bà và Thái tử ở xa nhau, bởi lẽ bà chỉ là sợi dây liên kết giữa họ Trần, phú gia địch quốc và nhà Lý đang trên đà suy thoái ở kinh thành Thăng Long. Sau khi lên ngôi, vua Lý Huệ Tông cho đón bà ra ở cùng, phong làm nguyên phi, nhưng Đàm Thái Hậu muốn tìm cho nhà vua một người vợ môn đăng hộ đối. Cũng vì Thái Hậu lo sợ họ Trần sẽ cướp ngôi nhà Lý nên ra sức ghét bỏ, chèn ép và giày vò Trần Thị Dung. Cùng với sự ra đời của Thuận Thiên công chúa, thương vợ, thương con phải chịu cảnh ba chìm bảy nổi. Bất chấp mọi lời bàn tán xôn xao, năm 1216, Trần Thị Dung được vua Huệ Tông sắc phong làm hoàng hậu. Thái hậu luôn muốn nhổ đi cái gai trong mắt nên thường xuyên bỏ độc vào thức ăn của Trần Thị Dung. Vua biết nên chia phần thức ăn của mình cho hoàng hậu. Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn là khi Thái hậu ban cho hoàng hậu thuốc độc, ép chết. Tuy vậy, nhờ sự can ngăn của vua Huệ Tông, bà mới sống sót. Con cháu họ Trần dần dần thâu tóm những chức vụ quan trọng trong triều. Thế lực họ Trần trong triều Lý bắt đầu mạnh lên. Hai anh trai của Trần Thị Dung là Trần Tự Khánh được phong làm thái úy phụ chính, Trần Thừa làm nội thị phán phủ. Cùng với tước vị hoàng hậu, những sóng gió của bà mới tạm lắng xuống. Nhà Lý lúc này đã suy yếu, vua Lý Huệ Tông phải dựa vào thế lực ngoại tộc mới có thể bảo vệ tính mạng. Giang Sơn đổi chủ, sự chuyển giao quyền lực Lý, Trần. Hai năm sau, tức năm 1218, hoàng hậu hạ sinh Chiêu Thánh công chúa. Nàng được vua cha yêu chiều, sủng ái hết mực. Không lâu sau đó, hai người con gái của hoàng hậu là Thuận Thiên và Chiêu Thánh công chúa lần lượt được gả cho Trần Liễu và Trần Cảnh là cháu ruột của bà. Hai cuộc hôn nhân ấy đã làm cho họ Trần ngày càng có nhiều dương xích, bám sâu vào vương triều nhà Lý. Sử sách viết lại, vua Huệ Tông truyền ngôi cho công chúa Chiêu Thánh khi mới 7 tuổi, hiệu là Chiêu Hoàng, trở thành vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Đến năm 1223, Trần Tự Khánh qua đời, Trần Thừa và Trần Thủ Độ lên nắm quyền. Năm 1226, dưới sự tác động của họ Trần, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông, đặt dấu chấm hết cho vương triều nhà Lý. Từ đây, triều đại nhà Trần sẽ kế tục những di sản của nhà Lý và viết tiếp những trang sử vàng cho Đại Việt. Hoàng hậu Trần Thị Dung cùng Trần Thủ Độ đã có công lao to lớn, là những người đặt nền móng vững chắc cho sự ra đời của triều đại mới. Cuối đời, nhận định về Trần Thị Dung của sử gia Ngô Sĩ Liên. Sau khi lui về hậu cung, Trần Thị Dung đã kết hôn với Trần Thủ Độ, bị giáng xuống làm thiên cực công chúa. Nhưng nhờ công lao to lớn của Trần Thị Dung đối với sự thành lập nhà Trần, vua Trần Thái Tông đã phong tước hiệu quốc mẫu cho bà, được đối đãi đặc biệt như hoàng hậu.
đến năm 1258 trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Bà đã lập công lớn khi bảo vệ các hoàng tử, công chúa cùng giao quyến nhà Trần cho khám các nhà chứa vũ khí, hễ có thì đều được dùng vào việc ra quân. Kết quả, nhà Trần đã giành thắng lợi to lớn, đánh bại đội quân hùng mạnh nhất thời bấy giờ, thể hiện được hào khí Đông A của vua cùng nhân dân. Đến năm 1259, Trần Thị Dung qua đời, thụy hiệu là Linh Tửu Quốc Mẫu. Bà được an táng tại Đền Ngừ, gần với người chồng thứ hai của bà là Thái sư Trần Thủ Độ. Sử gia Ngô Sĩ Liên đã có nhận xét khách quan về cuộc đời bà. Công của bà trong việc giúp nhà Trần nội trị thì nhiều, mà phần báo đáp nhà Lý thì không được bằng. Thế mới biết, trời sinh Linh Tử là để mở nghiệp nhà Trần. Việc thì giống như đổ sơn giấy nhà Hạ, mà đức thì không giống. Đạo biến của trời như thế đấy, huyền vi thay. Trần Thị Dung đã hy sinh tình yêu thanh mai trúc mã, tiến cung làm vợ vua, sau đó đã chuyển giao quyền lực Lý, Trần, tất cả vì cơ nghiệp họ Trần. Cả đời bà vì nhà Trần, dựng nên cơ đồ họ Trần to lớn, vững mạnh là như vậy. Radio thứ 24 của chúng mình xin khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.